Em hát một đoạn trong bài hát mà em tự viết. Nói với bạn giỏi gái vậy anh. trời. Dạ, anh nói với bạn gái đó. Mà sợ nó hơi buồn. Anh xin phép của em bằng em nha. Nói chung là anh sẽ hát, nhưng mà lỡ hát không có hay với bài hát cũng viết không có hay thì mong mọi người thông cảm, mong em thông cảm. Lạc vào những nỗi nhớ chỉ riêng mình anh, lòng tự hỏi bâng quơ tại sao. Mong ngày trôi thật mau để anh quên đi nỗi đau. Còn nụ cười ai đó dường như vẫn đang giết chết tim anh từng đêm em hỡi. Chờ em, tìm em nhưng em đâu. Biết đã rất muộn màng, chuyện tình chúng ta kết thúc lỡ làng. Từng bước chân anh đi tìm nàng, hình bóng em chiếm lấy tâm can. Coi. Dạ, chào mọi người. Giờ thì xin phép được mời nhà gái bước ra sân khấu. Thôi, mình giới thiệu về mình nào. Trước tiên thì cho em xin phép em gọi anh Quyền Linh bằng anh, bởi vì em thấy anh rất là trẻ. Trời ơi, cảm ơn nhiều quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, Rồi. em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phú Phương Thanh, em 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, trẻ dữ, 22 rồi hả? Dạ. Làm việc gì Thanh? Dạ, em đang làm lễ tân cho một cơ sở karaoke nhà hàng. Bên cạnh đó thì em cũng rất là yêu nghệ thuật, em có tham gia nghệ thuật. Dạ. Quê đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Rồi, nhà gái nghe rõ chưa? Nhà gái nghe rõ rồi ạ. Bây giờ hãy lắng nghe nhà gái giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình và khán giả có mặt tại hôm nay. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và nhà bạn trai bên kia ạ. Dạ, em tên là Hòa, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì quê em là đầy nắng và gió, nhưng mà nơi đó có rất là nhiều đồ ăn ngon, vậy em ở Ninh Thuận ạ. Dễ thương. Công việc hiện tại của em là gì? Dạ, em đang làm tư vấn chuyên ngành thẩm mỹ chị. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Thanh? Dạ, điểm mạnh của em đó là em tự tin, em hòa đồng và em dễ giao tiếp với mọi người. Điểm yếu của em là đôi khi em lại bị suy nghĩ quá lên. Tức là có những chuyện nó đơn giản mà tự nhiên lâu em lại bị suy nghĩ quá lên, đôi khi thôi. Rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao? Ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hiểu chuyện chị. Trong tất cả các chuyện thì em sẽ dành cái thời gian mà để tìm hiểu. Em không có kiểu như là kiếm chuyện hoặc như thế nào hết. Và thông cảm cho một cái bạn bạn nam và tất cả công việc của bạn. Còn cái khuyết điểm của em thì em hay nói nhiều chị. Chắc do tính chất công việc đó, mình tư vấn nhiều nên mình nói Dạ nhiều. đúng rồi, em mỗi ngày tiếp xúc với khách nhiều thì em hơi nói nhiều một chút xíu. Thì đó, nếu như mà bạn nam chịu được thì chịu, còn không chịu được thì cũng phải đáng chịu. Được, câu này có duyên nè. Bạn trai làm lễ tân mà, bạn trai cũng tiếp xúc nhiều, cũng nói nhiều, thấy Dạ. không? Bây giờ mình nói qua tới cái tình trường đi, tình trường nhà gái làm sao, quen bao nhiêu người rồi? À, em thì nói chung chính thức là có hai mối tình chính thức chị. Một mối tình lúc em năm em 19 tuổi thì em quen được 4 năm. Bạn trai á, thì có đi đi qua nước ngoài chị, nên là trong cái lúc đó thì hai đứa em để bạn đó để ổn định sự nghiệp á, thì hai đứa em chọn cách là kết thúc. Rồi mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì 1 năm chị, cũng là hai đứa lén quen thôi, tại gia đình bạn nam là không có chấp nhận cho bạn nam là quen một người con gái ở tỉnh chị. Chỉ muốn bạn nam đó là quen một cô gái ở Sài Gòn thôi chị. Nên là khi mà gia đình biết thì hai đứa bọn em thì cũng hết luôn chị. Cái gì mà đơn giản vậy? Nói chung thì nó cũng chưa có cái gì là sâu sắc lắm đúng không? Nhà trai sao nè Thanh? Dạ em thì em có hai mối tình chính thức. Thì cái mối tình đầu tiên nó là trong quá trình em học ở trường nghệ thuật, thì bạn học ở trường khác. Những cái năm đầu thì cái số lượng tiết học công việc của tụi em nó hơi bị nhiều, tại những năm đầu tiên anh. Cho nên là thời gian nó dành cho nhau cái nó bị ít dần, từ 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 cái hai người tách ra. Dạ. Còn mối tình thứ hai là trong quá trình em đi làm thì em cũng có gặp gỡ bạn, thì hai người thấy rất là hợp nhau và tìm hiểu nhau. Sau đó thì có những vấn đề mà mình cãi đi cãi lại hoài chỉ một vấn đề á, cứ cãi hoài rồi cả hai ai cũng mệt, cả hai chấp nhận là chấm dứt. Thì trong cái chuyện cãi nhau đó, mình thấy mình có lỗi gì không? Khi mà xảy ra một cái cuộc cãi vã như vậy trong tình yêu thì cỡ nào thì bạn nam cũng đã có lỗi rồi. Em nghĩ là lỗi của em là em bị nóng tính. Nóng tính. Dạ. Đó. Thì sau này á, khi người yêu mình giảm được cái nóng tính nó lại, Dạ. mình nóng tính quá mình cọc nó giảm cái cọc nó lại nữa, Dạ. kiềm chế bớt, vậy là được rồi. Dạ. Rồi,
Nhà trai người ta chân thật như vậy đó, nhà gái thấy sao? Nhà gái thì nghe cái giọng nói rất là dễ thương, giọng nói rất là ấm áp ha, đúng, đúng không rồi. Mọi người? Giọng này cọc lắm cũng không được gì đâu, giọng này hiền hòa lắm. Bây giờ không biết là cái mọi hình mẫu lý tưởng của bên nhà gái thì sao nè? Em muốn bạn nam cao hơn mình một chút xíu chị, còn tuổi thì cũng không quan trọng lắm. Em muốn bạn nam là phải tự lập chị, không có dựa dẫm vào gia đình. Thì bạn nam tuy là bạn nam không có gì cũng được, bạn nam đi lên từ hai bàn tay trắng thì vẫn tốt hơn chị. Để bước ta... qua bên đó coi coi cao nhiều có rồi. Ta cao ráo đẹp trai hiền hòa luôn. Dạ em chào coi chị. Đi rồi chào em. Dạ. Trời ơi cao em ơi, cao hơn em đó. Cao. Dạ cao được rồi chị. Là chưa đi dạy cao đó nha. Đúng rồi. Trời, trời dễ thương quá nè. Phần hình ổn ghê nè. Cũng dạng công tử bạc liêu chứ không có gì đùa đâu. Giọng nói rất là hay luôn. Dạ. Hồi nào giờ có ai khen giọng nói em hay chưa? Dạ có. Hồi 2019 em có thi cuộc thi Tôi là người dẫn chương trình Micro Vàng do Cung Văn hóa Lao động tổ chức. Em được giải MC triển vọng. Vậy là có... tài năng quá trời luôn. Rồi, có cần gì qua đây tôi chỉ dẫn thêm cho. Dạ. Bây giờ là phải nghe thêm một chút xíu nữa về những cái điều mà nhà gái không thích ở con trai. Giờ em nói luôn đi, chị đang ở bên đây nè, thì chị hỏi luôn. Dạ, em thích một bạn mà kiểu như bên ngoài lạnh lùng á chị, bên trong ấm áp á, cho mọi cô gái không có tiếp cận được á chị. Không, chàng trai này từ ngoài tới trong ấm áp lắm. Không có lạnh lùng gì hết. Thiệt, chàng trai này ấm áp vô cùng luôn á, tôi không hề thấy lạnh lùng. Nhìn là thấy cảm tình liền, đúng không? Bây giờ nè, mình yêu cầu mẫu hình lý tưởng nào mình nói cho bà mối Ngọc Lan nghe đi. Đúng rồi đó, nói đi. Dạ thì mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái của em dễ thương, biết cách nói chuyện, biết cách cư xử. Mình cư xử sao bạn gái mình cư xử y chang vậy đó. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Thí dụ chị Ngọc Lan chẳng hạn. Dạ, được như chị Ngọc Lan thì quá tuyệt vời. Thật ra thì kiểu mẫu hình lý tưởng thì em không biết như nào, tại vì khi mà yêu vô rồi cỡ nào cũng yêu. Đúng, chính xác. Hay quá. Hay đó, cứ yêu là không có mẫu nào. Qua coi nhà gái coi giống. Hợp lý không? Bộ đang bệnh thử chưa sao, thử làm căng coi nhà gái sao. Thường coi mắt rồi nhà gái rung lắm. Không, em bình tĩnh lắm, bình thường lắm. Được, chừng nào mới lấy chồng được nè? Dạ khoảng sự nghiệp ổn định đi anh thì sự em muốn ổn định là khoảng bao nhiêu năm? Còn em nghĩ là khoảng tầm 30. Năm nay 24 rồi. Tôi nghe tôi đi về luôn. Mai mới 21, 22, 30 chắc 8 năm nữa. Thì sao người ta chờ nổi. Tôi nói lấy vợ là lấy liền tay, chờ 8 năm mệt mỏi. Ôi nhưng mà thanh niên bây giờ ngộ lắm đó, yêu mà trúng cái tiếng sét ái tình một cái rồi là lấy liền. Quan trọng giờ mình hỏi ý kiến thêm người thân đi. Đúng rồi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em à, bé Lê Khanh. Em ruột hay là? Dạ em họ. Em họ ha. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào MC chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan, chào tất cả khán giả ở đây. Em thấy bạn anh trai bên này cũng dễ thương, hiền, cũng được lắm chị. Hốt mình hốt liền luôn đi chứ ế lâu quá. Thấy chưa, nghe em nói chưa, hốt làm tới 7-8 năm vậy. Không hốt là tới nó đó. Rồi, thấy được ha. Ok, anh đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình? Dạ. Để tôi lo. Rồi mở rào. Thấy chưa, nhà trai tôi ga lăng lắm. Mở rào là đứng lên chuẩn bị liền. Em chào anh. Tiến tới liền thanh. Mình tặng chung. Dạ em chào anh, cảm ơn. Cho em mở ra em đeo ra em được không? Thì em có món quà thì đây tay. Đây chị cầm chị. Tại vì em theo đạo Phật. Thì không biết là anh có theo đạo nào không vậy? À không, anh không tôn giáo nhưng mà ba mẹ anh thì hay đi chùa. À em theo đạo Phật. Và cái dây chuỗi này là dây cặp nè. Thì có chú Nguyện, chú Đại Bi trong đó rồi. Nên là em mong anh đeo cái này là sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong công việc, tương lai và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn em, anh dạ. Cũng mong em như vậy. Dạ. Rồi bây giờ quá. Nè, đã nè. Đầu tiên giao lưu cái nè, hai bạn cứ đứng đó đi. Thanh có thể hát một bài nào đó tặng cho bạn gái coi. Chắc em hát một đoạn trong bài hát mà em tự viết. Nói với bạn gái vậy anh, trời. Dạ, mà nói với bạn gái đó. Mà sợ nó hơi buồn. Anh xin phép của em bằng em nha. Nói chung là anh sẽ hát nhưng mà lỡ hát không có hay với bài hát cũng viết không có hay thì mong mọi người thông cảm, mong em thông cảm. Lạc vào những nỗi nhớ chỉ riêng mình anh, lòng tự hỏi bâng quơ tại sao. Mong ngày trôi thật mau để anh quên đi nỗi đau.
Còn nụ cười ai đó dường như vẫn đang giết chết tim anh từng đêm em hỡi. Chờ em, tìm em nhưng em đâu. Biết đã rất muộn màng, chuyện tình chúng ta kết thúc lỡ làng. Từng bước chân anh đi tìm nàng, hình bóng em chìm lấy tâm can. Ngoài trời mưa rơi, giờ người khác đâu. Ngồi nơi đây anh nhớ em thật nhiều. Bài này em phổ nhạc chưa? Dạ em đang nhờ bạn em phối. Được đó. Bài hay đó. Rất dễ dạ, thương em đó. Cảm ơn chị. Rồi em gái hát đáp lại đi. Dạ em thì em không có biết hát. Thôi cho em xin phép và em nắm tay bạn Nam một cái để tặng bạn Nam đi. Thay vì bạn Nam hát tặng em đó, giờ em nắm tay bạn đó để em bù lại. Okay. Hợp lý luôn. Trời ơi đòi hỏi quá. Anh để tí xíu nữa vô xong chương trình bù anh. Không cũng lành lắm á. Đấy. Mà đối okay. Đáp lượm liền lắm. Rồi. Rồi. Hai mươi mấy năm chưa gặp ra nhau đó, lần đầu tiên gặp nhau cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Anh thấy Hòa là một người mà kiểu cũng đi làm nhiều á, cho nên là Hòa cũng rất là chững chạc. Với lại Hòa, anh muốn hỏi là từ đó tới giờ Hòa có quen người nào nhỏ tuổi hơn chưa? Trước giờ thì chưa, nhưng mà chắc chuẩn bị nè. Trời đất. Hòa nghĩ sao về chuyện đó? Có vấn đề gì không? Không, Hòa nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của mỗi người thôi. Mình xưng bằng em đi, trời ơi trời. Tại vì nãy anh có nghe Hòa nói thì anh rất là đồng quan điểm với Hòa về cái việc là kết hôn muộn. Tại vì cả hai cùng bản thân anh và em nó cũng rất là trẻ. Mình nên ổn định về sự nghiệp. Đúng rồi. Thì mình mới nên lập gia đình. Khi đó thì mình có thể chăm lo gia đình và giáo dục được con cái. Tại vì ngay hiện tại này chúng ta nhiều khi chúng ta còn không thể hiểu mình muốn gì nữa thì làm sao mà hiểu con cái của mình. Tại vì cái khoảng thời gian mà nuôi dạy con nó thật sự nó rất là khó khăn. Đúng rồi. Nên là khi mà mình đủ kinh tế thì mình sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn. Anh rất là đồng quan điểm với Hòa. Nếu mà Hòa yêu một người bạn trai, Hòa có chờ đợi được cho đến khi bạn đó thật sự ổn định về công việc, về nghề nghiệp hay không? Và trước khi mà hồi trả lời cái câu hỏi đó thì cho em hỏi em một câu. Nếu như mà sau cái ổn định sự nghiệp đó thì người anh chọn có phải là em đúng không? Anh nghĩ là không có người đàn ông nào mà lại bỏ rơi một cái người phụ nữ đã đi với mình từ lúc mà mình chưa có gì cho đến khi mình có tất cả. Anh nghĩ là không có người đàn ông nào mà người ta nỡ đến mất một người như vậy đâu. Không mà bản chắc thân anh. Không chắc. Bản thân anh thì anh là không, anh không thể nào đánh mất một người đó. Tại vì em cũng đã từng trải qua một lần rồi, mối tình 4 năm của em mà khi người ta có thì người ta sẽ chọn một cái người người ta yêu. Thì người ta có câu là sẽ người con trai sẽ không muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ. Thì đó là như vậy. Nếu như mà mình có đến được với nhau thì anh rất mong Hòa sẽ có thể chờ đợi được anh. Thật sự đúng không? Và nếu như mình có đến được với nhau thì em sẽ đứng từ sau ủng hộ anh. Nói chung là mình giúp đỡ lẫn nhau. Cảm để ơn. Phát triển. Cái này chân thành. Rồi, để tao vào nút bấm nữa các bạn. Các bạn cũng rất là chín chắn. Các bạn đủ để đưa ra quyết định. Và phải đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình các bạn nhé. Quyết định đó, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, chính thức chúng ta hẹn hò nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Tôi rất là hồi hộp thôi. Ai, tay hơi lạnh. Chị rất là hy vọng hai em có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và hiểu nhau nhiều, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Cái thông cảm là cái rất là quan trọng nha. Dạ. Nhớ hay chưa? Dạ em cảm ơn chị. Khỏe mà ha. Trên một, em mong là bạn nó sẽ trên 1m7, có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi. Bụng bia lắm hả Lan? Bụng bia nhỏ hơn bụng tôi nữa. Nhiều về uống bia nhiều vô, có hay uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Về uống bia nhiều vô cho bụng lên thành bia. Căng lắm chú Huyền Linh. Nằm ghế miền Tây vậy căng.
Rễ miền Tây uống đế không đúng phải không? Phải nhậu nha. Nhà em thì uống bia thôi, nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Bố. Mời nhà trai. Rồi sẵn trớn mình giới thiệu trước luôn đi em trai. Em tên là gì? Em họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Vũ ạ. Em sinh năm 1990 và em đến từ quê hương Bắc Giang ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh du lịch về dịch vụ cho thuê xe máy tại Phú Quốc ạ. Rồi mới từ Phú Quốc bay vào đó hả? Vâng ạ. Rồi còn bạn gái em? Em tên là Nguyễn Thị Hà Phương, em sinh năm 1994 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em dạ. Làm gì? Hiện tại em đang làm sales admin cho một công ty phân phối về hàng tiêu dùng ạ. Bây giờ từ Cần Thơ lên luôn á hả? Dạ mới lên hồi khuya. Thấy thường không? Hai bạn đều ở xa hết á. Mình nói về điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Nhà gái nói trước đi cưng. Về điểm mạnh của em á, em nghĩ là em là người biết điều, hiểu chuyện. Công việc nhà, nội trợ, nấu ăn đều có thể làm được. Công việc xã hội, đi làm công ty hay là gặp gỡ mọi người đều có thể làm cho bạn nam nở mặt. Trời, ngon lành. Khuyết điểm của em thì có thể là suy nghĩ nhiều quá vào vấn đề nào đó, đôi khi hơi nóng tính. Thế là dạo này em cũng bắt đầu thấy mình hơi khổ báo cáo trồn á chị. Hồi xưa thì ai ăn hiếp em thì em im im, hoặc là nhiều khi về nhà khóc mình. Còn bây giờ ăn hiếp em là em sực ngang luôn. Em sực ngang cho người ta khóc chung với em về em đỡ phải khóc mình đúng không? Nếu là cái nào mình sai á thì mình im lặng. Nhưng mà mình không sai và nếu mà họ ngang hàng với mình thì họ không được quyền ăn hiếp mình. Là sếp em lâu lâu em cũng đòi chấn nó không quà. Trời đất. Trời ơi. Nói chung là cũng cá tính đó. Rồi còn bên kia. Thế mạnh của Vũ là gì Vũ? Thế mạnh của em là em linh hoạt trong công việc ạ. Bây giờ là bạn đang kinh doanh xe hả? Vâng ạ, em đang kinh doanh xe máy ạ. Bao nhiêu chiếc xe máy? Hiện tại thì một mình em là có 30 đầu xe ạ. Cứ ai thuê xe cho thuê đúng không? Vâng, em cho thuê cho cả khách du lịch và những khách ở trong khách sạn họ gọi. Rồi bữa nào anh chị Ngọc Lan Phú Quốc cho anh mượn được không? Vâng, ok. mà lý do gì mà mình về Phú Quốc mình lập nghiệp như cưng? Cũng có thể em ra ngoài này em đi du lịch và cũng có cậu và anh trai em đang kinh doanh ở ngoài Phú Quốc ạ. Còn nhà gái đường tình duyên sao nè? Trước đây thì em có hai mối tình, một là thời đi học thì bỏ qua đi. Bạn mà em gọi là một mối tình của em đó là cách đây 4 năm đã chia tay rồi ạ. Sao chia tay, quen nhau lâu không? Dạ quen nhau cũng được 2 năm rưỡi và chia tay hồi cách đây 4 năm. Thì bạn đó tính quá trẻ con đi. Chị cứ nghĩ đi, phụ nữ mà mình cần người ta bảo vệ. Mà em quen bạn đó có cảm giác như là em bảo vệ bạn đó thôi. Bạn đó được bảo bọc kỹ quá từ gia đình nên không có thể xử lý những cái tình huống xã hội đó là kém. Vâng, em thì sao? Em cũng có 2 mối tình ạ. Một mối tình vào năm 2014 thì bọn em có quen nhau được 2 tháng. Không hiểu lý do gì bạn ấy cũng có người mới và lên là chúng em cũng thôi không nói chuyện ạ. Mối tình thứ hai của em thì năm 2016 ạ. Do bạn ấy còn đi học ạ. Chúng em cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau. Nhưng mà sau đó thì bạn nữ đi xem bói và có nói là tuổi của em và bạn ấy không hợp nhau. Nên là em cũng líu kéo nhưng mà không được. Thì thành ra đến lúc chúng em xong. Trời ơi thiệt, ông thầy bói này, ta đang yêu nhau coi sao mà bỏ nhau luôn vậy trời. Tại ông thầy bói. Rồi bây giờ hình mẫu lý tưởng của em muốn tìm một người vợ tương lai làm sao? Hình mẫu của em thì giống như chị Mỹ Tâm ạ. Giỏi. Chị rất năng động. Năng động. Anh thấy cô bên kia còn năng động hơn Mỹ Tâm luôn đó. Cô còn trấn nước người ta luôn đó. Lạ lạ em giấu á. Để tôi qua tôi coi coi gì đó. Em chào chị ạ. Chào em. Giống chị Mỹ Tâm là về sự năng động nè. Vâng ạ, xinh đẹp. Muốn xinh đẹp giống chị Mỹ Tâm luôn hả? Không có nghĩa là sở thích của em là như vậy thôi. Còn sau tới đó bạn gái đó, thì đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Là bạn gái biết chia sẻ và biết tôn trọng mọi người là ok ạ. Bên kia người ta là lanh lắm đó. Tôi nghe mà đó, trấn nước người khác là thấy mệt rồi đó. Đó, về mà đòi đòi giống Mỹ Tâm đi. Em mà đẹp giống giỏi giống chị Mỹ Tâm em cũng nổi tiếng rồi. Đúng rồi, đâu có đi lên đây đâu. Đúng rồi. Trời, người ta mỗi người có một nét đẹp riêng. Khác với chú Hiền Linh, không có giống chị Mỹ Tâm. Không ai giống được hết chứ. Cô này á, là mình nghe bên kia là mình đã thích cái cá tính của ấy rồi. Một con người rất là mạnh mẽ. Rồi bây giờ nè, em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích một người
có sự tinh tế trong cử chỉ và cứ để ý mọi việc xung quanh á, biết quan sát, có khả năng giao tiếp tốt và biết cư xử trong mọi tình huống á. Rồi. Khi mà nói chuyện thì làm em để thì em sẽ im lặng. Còn khi mà em còn ngồi cãi á, tức là em đang không chấp nhận cái đáp án mà nó trả lời với em rồi đó. Người đàn ông không biết làm sao cho người phụ nữ nể luôn á. Ở cái tâm, ở cái tâm. Có thích chiều cao, cao mập lùng như thế nào không? Em thích trên một, em mong là bạn nó sẽ trên 1m7, có bụng bia một tí. Thích bụng bia hả? Trời ơi. Bụng bia lắm hả Lan? Bụng bia nhỏ, bụng tôi nữa. Về uống bia nhiều vô, có uống hay uống bia không? Em bia rượu thì em không uống được mấy. Về uống bia nhiều vô cho bụng tôi lên thành bia. Căng lắm chú Huyền Linh. Nằm ghế miền Tây vậy căng lắm. Rễ miền Tây uống đấy không đúng không? Phải nhậu nha. Nhà em thì uống bia thôi, nhưng mà từ cái cửa nhà em vô tới cái cửa phòng em nó cũng phải nửa thùng á. Trời ơi. Vũ uống nhiều không Vũ? Em chắc chỉ uống được, chưa được 2 lon bia được. Rồi xong, chắc không tới cửa phòng rồi. Mình phải xác định nha, mình quen con gái miền Tây là căng cái vụ đó lắm á. Vâng, em cũng nghe qua là các bạn nữ ở miền Tây thì uống bia nhậu tốt ạ. Không phải đâu, đâu phải tùy người. Chứ nhiều cô gái miền Tây cũng đâu biết uống bia không đâu. Không phải là con gái mà kiểu gia đình bên gái á. À, gia đình á. Gia đình á, người ta hiếu khách và người ta vô là phải uống đón được bằng rượu. Còn cái điều gì không thích ở bạn gái thì nói luôn. À, em không thích ở bạn gái là hay ghen lung tung á. Có hay ghen lung tung không? Dạ, cái này thì tuyệt đối không. Cái điều em nói đầu tiên đó là em rất là biết điều. Ở bên đây ta biết điều lắm. Em không có ghen lung tung đâu. Nhưng mà đóng cửa lại chuyện gì xảy ra thì em không bảo đảm. Chấn nước rồi. Bụng không có lo, trời ơi, về, bụng dễ lắm sao? Về ăn một vài tháng là bụng bự à. Rồi, hai người tự gặp nhau xong rồi mình đưa ra chính kiến của mình nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Hôm nay đến chương trình thì anh cũng có một chút quà nhỏ để gửi tới em. Dạ em cảm ơn, em cũng dạ. Mở ra Vũ, mở ra Vũ. Với em thì em thấy cà vạt là cái món xuất hiện nhiều nhất trong những sự kiện quan trọng của người đàn ông. Nên em mong món quà này nó sẽ xuất hiện một sự kiện nào đó quan trọng của anh. Hợp này cái quần hợp luôn. Hợp cái quần luôn. Định mệnh. Định mệnh đúng luôn. Nhờ em mở cái quà ra coi là em gì. Em mở đi. Dạ. Không sợ dây chuyền á. Đeo luôn. Để mình đeo cho bạn gái. Đó mọi người thấy không? Gọi là số phận duyên nợ rồi. Nhắc là ai khiến. Đeo đi về sau đeo về bán cơm, phụ bán cơm luôn á. Trời nó hợp với bộ đồ luôn chứ. Dễ thương lắm á. Rồi quay phía trước coi. Anh đã vào Phú Quốc lâu chưa? Anh vào Phú Quốc kinh doanh được hơn 2 năm rồi. Anh có dự định là cùng gia đình vào đây không ạ? Hiện tại thì đang có anh trai và chị dâu đang kinh doanh cùng anh ở trước mẹ. Rồi hỏi em hỏi nữa nha. Em cứ hỏi đi. Anh có ước mơ hoặc là một cái dự định nào mà anh chưa thực hiện được không ạ? Dự định của anh thì anh muốn kinh doanh mở rộng thêm một số cái nữa ở Phú Quốc. Khi nào mà sau chương trình này nếu mình có duyên thì mình sẽ ra Phú Quốc chơi một chuyến. Dạ. Em đang hơi sợ là anh Hiền quá có bị em ăn hiếp hay không. Em không muốn ăn hiếp người khác, em chỉ muốn là ai đó bảo vệ em thôi nên. Đúng rồi, có nghĩa là mình tôn trọng nhau. Anh là tại vì anh Hiền hay là tại vì anh đang run vậy? Anh thực sự anh rất hiền. Người ta hiền thôi nhưng mà là cái chuyện bảo vệ bạn gái nó lại là một cái chuyện khác. Trời ơi, nhỏ nhỏ con chứ khỏe lắm á. Thật ra là Vũ cũng không ốm gì mấy đâu, tướng này chắc chắn luôn á. Như là ăn nhiều là mập thôi. Vợ em nuôi là bao mập nha. Em bao mập bán luôn bán cơm nữa nha. Vợ bán cơm, chồng cho thuê xe. Ôm hết luôn, bán thủy hải sản mở cái quán luôn ngon. Đúng không? Cô này cũng lanh lợi, cô bán được lắm á. Em nhìn thấy bạn ấy rất chìa lành. Lành đó, buôn bán là được đó. Anh nói là anh thích người lành nhưng mà sao em gặp anh gặp em mà em cứ cảm giác nó cứ sao sao quá chị. Em đang không biết là bạn đó có đang hài lòng về mình hay không, nhưng mà em cảm giác như là bạn đó hơi
Ngần ngại. Em có sợ gì người này không? Hay thích người này không? Cứ nói hết. Thích không? Không nhìn cái là thấy thích chưa? Em thì em thì thích bạn nữ ạ. Em thì thích bạn nữ ạ. Em cũng không biết nữa sao mà em thấy nó cứ sai sai. Người ta nói thích rõ ràng luôn á. Người ta thật thà thôi. Thật thà chứ không có nhút nhát đâu. Nhiều khi thì bạn đó ít hỏi em quá nên em có cảm giác như là bạn đó không có tò mò gì em ấy chị. Tò mò liền em, tò mò liền, hỏi liền. Mà em cũng muốn về Phú Quốc cùng anh cơ mà. Nếu anh cướp em về thì em về thôi, đâu có gì đâu. Trời ơi, ấm lòng ghê. Chúng tôi sẽ đếm tới 3. Thật ra thì nãy giờ các bạn đã cảm nhận hết rồi, rất là lâu rồi. Có một cái điểm rất là đặc biệt ở hai bạn này. Đó là dường như hai bạn có một cái thần giao cách cảm gì đó. Hai cái món quà của hai bạn tặng cho nhau nó rất là hợp với hai bạn, hợp tình, hợp lý luôn. Cho nên là hai bạn phải nhớ tới cái chi tiết đó để mà chúng ta có nên quyết định bấm hay là không. Rồi, thích thì bấm ngay tức khắc không chờ đợi. Nào, một hai ba. Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Đó là quyền quyết định của các bạn. Lý do vì sao em không bấm nè? Vẫn là sự lo lắng đó. Buông suốt tất cả mọi việc, kể cả anh nói em về Bắc làm dâu em cũng không ngại. Với em không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà em cần sự thật sự là an tâm. Tức là em cần mỗi người mạnh mẽ hơn mình chút xíu. Đó là quyền quyết định của em. Chúng tôi trân trọng những quyền quyết định của riêng mỗi người. Nhưng mà coi như bữa nay mình không có phận nhau đi ha.